Cả nhà ơi, đây là bánh của Hân nướng được 60 phút rồi này cả nhà. Bánh đã chín và Hân lấy ra khỏi lò nướng như cả nhà. Hân để nguội nguội chút xíu nữa, Hân sẽ cắt cho cả nhà xem bên trong chiếc bánh sẽ như thế nào nha. Hello, Hân chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Ngày hôm nay Hân sẽ xuống bếp làm món bánh mì chuối như cả nhà. Và đây là nguyên liệu của Hân. Ở đây Hân có 2 quả chuối 300 g, một cái trứng gà 65 g, 3 g muối nở hay còn gọi là baking soda. Nếu cả nhà không có baking soda thì cả nhà có thể sử dụng bột nở là baking powder như cả nhà. Ở đây Hân có 8 g vani, 50 g dầu ăn, 130 g bột mì đa dụng, 120 g đường và 100 ml sữa tươi, có đường hay không đường gì cũng được nha cả nhà. Nguyên liệu rất là đơn giản, thì bây giờ Hân mời cả nhà cùng làm với Hân nha. Thì trước khi làm các công đoạn tiếp theo ở cả nhà, thì Hân sẽ quét dầu ăn vào trong cái khuôn hình chữ nhật của Hân nè. Hân sẽ bật lò nướng ở nhiệt độ là 330 độ F, khoảng 165 độ C cả nhà. Hân sẽ làm nóng cái khuôn này nha. Rồi Hân sẽ tiếp tục làm các công đoạn tiếp theo nha cả nhà. Đầu tiên thì Hân sẽ lột hai trái chuối này ra nha cả nhà. Ở đây Hân sử dụng chuối già cả nhà, chuối già của Mỹ nè, hay người ta gọi là chuối Tây đó. Hân lột xong đó Hân sẽ bẻ ra làm đôi nè cả nhà. Cả nhà lấy cái chỉ nó ra ha, gỡ ra cái chỉ ra. Sau đó mình sử dụng cái nĩa mình nghiền cho cái chuối này nó nát ra hết nha cả nhà. Tại vì cái chuối mình nghiền nát á, nó trộn lẫn với cái bột đó, nó làm cho cái bánh của mình nó rất là thơm luôn cả nhà. Nha, mình cứ nghiền ha, nghiền đến khi nào mà nát hết thì ok nha cả nhà. Chuối Hân đã nghiền xong rồi cả nhà, thì bây giờ Hân sẽ đập cái trứng gà cho vào đây luôn nha cả nhà. Một quả trứng gà 65 g mình sẽ trộn đều với cái chuối này luôn. Tiếp theo mình cho vào đây là 120 g đường, quậy cho nó tan ra nha cả nhà. Tiếp đến mình cho vào đây 100 ml sữa tươi, có đường hay không đường gì cũng được nha cả nhà, mình khuấy quậy lên cho cái đường nó tan ha. Rồi tiếp đến mình sẽ cho 130 g bột mì đa dụng vào trong đây, mình trộn luôn nha cả nhà. Cái bánh này nguyên liệu nó rất là đơn giản dễ làm á cả nhà. Mình trộn cho cái hỗn hợp bột này nó đều nha, mịn ra. Hân đã trộn hỗn hợp bột nó đều rồi cả nhà. Bây giờ Hân sẽ cho vani vào đây nha cả nhà, 8 g vani. Trộn đều lên luôn. Và đây là 3 g muối nở, baking soda nha cả nhà, Hân trộn đều lên luôn nè. Sau khi các hỗn hợp của mình nó tan ra hết rồi thì Hân sẽ cho 50 ml dầu ăn vào đây, khuấy đều. Rồi chờ cái khuôn của mình nó nóng thì Hân sẽ lấy ra và cho bột vào để nướng luôn nha cả nhà. Và cái bánh này mình nướng trong vòng 60 phút, Hân nhắc lại nhiệt độ là 330 độ F hoặc là 165 độ C nha cả nhà. Và cái hỗn hợp của mình vậy là được đó cả nhà, Hân sẽ cho vào khuôn và nướng nha. Cái khuôn đã nóng Hân đã lấy ra luôn rồi cả nhà, bây giờ Hân sẽ cho bột vào đây đem đi nướng liền nha cả nhà. Bây giờ Hân sẽ cho vào lò nướng nha cả nhà. Hân đã cho bánh vào lò nướng và Hân để ngăn cuối cùng nha cả nhà. Nhiệt độ là 165 độ C hoặc là 330 độ F. Hân sẽ nướng trong vòng 60 phút nha cả nhà. 60 phút nữa Hân sẽ quay lại nha. Cả nhà ơi, đây là bánh của Hân nướng được 60 phút rồi nè cả nhà. Bánh đã chín và Hân lấy ra khỏi lò nướng nha cả nhà. Hân để nguội nguội chút xíu nữa, Hân sẽ cắt cho cả nhà xem bên trong chiếc bánh sẽ như thế nào nha. Bánh của Hân
xong nó cũng đã nguội rồi nha cả nhà. Nó còn hơi ấm ấm chút xíu thôi, Hân vẫn lấy ra được. Thì bây giờ Hân sẽ lấy bánh ra nha. Hân sẽ úp nó xuống nè. Lúc nãy mình thoa dầu ăn ở phía dưới á cả nhà, cho nên nó là nó dễ lấy ra lắm nha. Đây cả nhà, cái bánh của Hân nó có cái màu vàng ươm nè, rất là ngon luôn cả nhà. Đây ha, cả nhà nhìn xem nè, thơm thiệt là thơm luôn cả nhà ơi. Hân sẽ cắt ra cho cả nhà xem cái bánh ở bên trong sẽ như thế nào nha cả nhà. Đây cả nhà, bên trong bánh chuối của mình sẽ như thế này nha. Nó có mùi chuối rất là thơm luôn cả nhà. Wow, nó thơm lắm. Nghĩ là mình cắt như thế này nó dễ hơn nè. Cắt phía dưới nó mềm á cả nhà. Đây, rất là thơm luôn, cực kỳ thơm. Không có món bánh nào mà nó thơm bằng cái món bánh này hết á cả nhà. Wow, đây cả nhà ơi, miếng bánh mì chuối của Hân đây nè, thơm phức luôn. Thì bây giờ Hân sẽ cắt ra và rồi Hân sẽ ăn thử nha cả nhà, xem cái bánh này nó như thế nào ha. Dĩa bánh mì chuối của Hân đã cắt ra rồi nè cả nhà. Cái bánh này nó đơn giản nha, bên ngoài nó rất là thơm luôn cả nhà. Cái màu nó vàng ươm, rất là hấp dẫn luôn cả nhà, mà dễ làm nữa cả nhà ơi. Nè, Hân có một tiếng đồng hồ rồi, Hân đã có cái miếng bánh này để ăn rồi cả nhà. Hân mời cả nhà ăn một miếng bánh mì chuối với Hân nha. Phía sau nó rất là vàng luôn nha cả nhà. Tại Hân quay video á bằng camera trước cả nhà, cả nhà nhìn thấy cái bánh này nó màu nó hơi sậm nha, nhưng mà ngoài cái màu nó rất đẹp nha cả nhà. Bây giờ Hân sẽ ăn thử nha, bánh rất là mềm mại, ngon lắm cả nhà ơi, thơm nè, ngọt ngọt, rất là dễ ăn luôn cả nhà. Bánh này người lớn hay trẻ nhỏ đều ăn được cả nhà, mà không lo sợ bị mắc nghẹn hay mắc cổ gì hết cả nhà ơi. Nó rất là mềm, do Hân sử dụng cái muối nở á, cho nên cái bánh nó rất là mềm nha. Đơn giản dễ làm. Cả nhà thử đi cả nhà. Ăn cũng ok á cả nhà. Thì video chia sẻ cách làm bánh mì chuối của Hân đến đây là kết thúc rồi. Hân cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hân. Nếu yêu mến kênh của Hân thì có thể bấm cho Hân một like, đăng ký kênh, để lại comment bên dưới, nhấn một cái chuông để có thể xem được nhiều video clip tiếp theo của Hân nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.